các bạn có bạn hỏi mình là tại sao cái bài kéo cable row là kéo xô với cả cáp ấy nó lại cảm nhận tốt hơn là cái bài chest support row là chúng ta tập ở trên cái máy mà có tỳ ngực thì chúng ta cùng đi tìm câu trả lời nhé thì đầu tiên là cái việc cảm nhận cơ tốt hơn nó không đồng nghĩa với việc là các bạn tăng cơ tốt hơn hay nó không đồng nghĩa với việc là nó nói lên cái bài tập đấy là bài tập tốt hơn cho bạn thì bạn thường sẽ cảm thấy là cái vùng cơ bắp nó được hoạt động hay là cảm nhận cơ tốt hơn khi nó ở vị trí co ngắn thì mình lấy ví dụ như này nhá nếu như bạn đứng thẳng bạn kéo hai cánh tay về sau đây kéo hai cánh tay về sau bạn sẽ cảm giác là cái vùng cơ sô hay là vùng lưng trên nó được kích hoạt hay đang được sử dụng rất là tốt hay là khi bạn đứng thẳng bạn thử thít cái vùng cơ mông lại bạn sẽ cảm thấy là cơ mông nó được hoạt động hay được kích hoạt rất là tốt hay là ở nhóm cơ ngực bạn sẽ thấy cơ ngực nó được kích hoạt hay cảm nhận rất là tốt ở trong cái bài fly tại vì tất cả những bài này ấy, nó đều giúp cho nhóm cơ của chúng ta nó được hoạt động ở vị trí nó được co ngắn nhất tuy nhiên hiện tại thì hầu hết tất cả những bằng chứng từ những nghiên cứu ấy, thấy là cơ bắp nó sẽ được kích thích hay là được phát triển tốt hơn khi mà được tập ở vị trí nó được kéo dài chứ không phải là tập ở vị trí nó được co ngắn hay là cái đoạn mà chúng ta cảm nhận cơ nó tốt nhất ta cùng xem hai này nhá một bên là cable row một bên là chest support row và cả hai bài này nó đều là cái bài tập giúp đưa cánh tay ra phía sau hay còn gọi là shoulder extension và sự khác biệt ở đây nó đến từ là hướng của ngoại lực so với cả cái cánh tay của chúng ta bên tập với cáp thì hướng ngoại lực là đường thẳng duy trì xuyên suốt còn tập với máy chest support roll thì phương lực sẽ đường cong do tính chất của máy tay cầm nó được nối với cả một cái trục xoay, thế nên hướng lực nó sẽ là cái đường cong. Với máy cable row khi chúng ta kéo hết tay về phía sau, thì phương ngoại lực gần như là vuông góc với cánh tay, nó sẽ tạo ra cánh tay đòn từ phần cướp vai đến cái phương lực là dài nhất và đây cũng chính là vị trí khó nhất trong bài tập này. Và ở vị trí này cơ sô và cơ lưng đang ở cái vị trí là cong ngắn nhất, đó là lý do vì sao bạn cảm nhận rất tốt cái vùng sô hay vùng lưng ở trong cái bài tập này khi chúng ta kéo hết tay về. Còn với máy chest support row khi kéo hết cánh tay về thì lúc này bạn thấy thấy cái phương ngoại lực gần như nó trùng với cả cái hướng của cánh tay thì cái việc này nó dẫn đến là cái cánh tay đòn từ khớp vai nối đến cái phương phương lực ấy nó rất là ngắn do nó ngắn như vậy thế nên là cái nhóm cơ sô hay nhóm cơ lưng ở cái vị trí co ngắn này nó sẽ chịu cái lực tác động nó không được nhiều thì đó là cái lý do mà bạn cảm nhận cơ kém ở trong cái bài tập này ở cái vị trí này rồi số 3 tuy nhiên khi chúng ta đi xa hơn một chút nhé, chúng ta có nói ở đầu buổi đấy là cái việc tăng cơ nó sẽ nên tập ở cái vị trí cơ được kéo dài nhất và ở vị trí cơ được kéo dài nhất thì làm sao? bạn thể thấy hai ảnh này, chúng ta thể thấy là bài cable row ở vị trí cơ cơ sô nó được kéo dài nhất thì cái lực tác động lên cơ sô nó gần như là rất là ít tại vì cái phương lực nó trùng với cả cánh tay luôn còn ở bài chest support the row thì cái phương lực lần này nó sẽ tạo ra một góc chéo một góc xéo hay nó đơn giản là cái cánh tay đòn từ vai đến cái phương ngoại lực ấy, nó sẽ lớn hơn hay nó ngắn gọn hơn là nó sẽ giúp kích thích nhóm cơ sô ở vị trí nó được kéo dài tốt hơn trong cái bài chest support the row